Ôi, xin chào cả nhà mình nhé. Nay Toàn xin phép quay cả nhà mình một cặp phôi Hải Châu nhé. Hải Châu sống khỏe đang thuần chậu như thế này nha cả nhà ha. Đó, cốt như này. Hoành này tầm khoảng 17 cm, 15 đến 17 cm Toàn chưa đo nhưng mà nó tầm to nửa cổ tay như thế này. Đó. Thì nó có cái cò lách lên rất là đẹp như này, một cành rớt quanh nhau xuống để ra dáng form như thế này, anh em thấy không? Một cành rớt quanh nhau xuống như thế này. Anh em mình chỉ cần nuôi những cái cò bên này rớt lại đây và nuôi cái ngọn nữa là xong nha cả nhà ha. Đây. Hải Châu lá nhỏ nha cả nhà. Cây đang sống khỏe rất ok luôn. Một cây như thế này. Kích thước nó này. Từ đây dưới lên cái co phôi là 20 cm. Đó lên tới ngọn đây nữa tầm 30 cm thôi. Rớt một cành rơi xuống này. Rất là đẹp luôn. Cây rất là duyên luôn. Đó. Nhiều quá nên thành ra toàn bán phôi bớt nha cả nhà. Đó, với lại có như anh em hỏi nên chỉnh tiền toàn quay luôn. Một phôi này nè. Chi cành rất ok luôn, quay cao cho anh em mình xem nè. Quay xa cho anh em mình xem cho nó rõ nha. Đó, phôi như thế này. Quay mặt sơ cho anh em mình xem. Phôi rất là ok luôn nha. Phôi đã sống khỏe luôn như thế này. Đó. Kích thước nó này. Bộ đế nó này. Sống khỏe rất là ok luôn, rẽ ra này. Rất là ok luôn, sách như thế này cũng chưa xi nhê nha. Là anh em mình tưởng tượng rễ nó nằm phía dưới rất nhiều nha. Một cốt rất là to nha. Phôi nuôi được 2 năm rồi nha cả nhà. Đó, cắt giật liên tục, chỉ nuôi từ từ nè, nó kéo sẹo nè. Nó kéo mà cái nu từ đây qua tới đây luôn nè, anh em thấy rất khỏe luôn nè ha. Kéo rất là mạnh luôn nè. Đó là cây số 1 nha. Rồi tiếp cây số 2. Cây số 2. Cây này thì lâu quá toàn không chăm. Nhưng mà trái nó nè, anh em thấy trái không? Trái này nó đó. Cây này về anh em mình chăm lại thì nó ra trái rất là to và rất là đẹp luôn. Hải Châu lá nhỏ này. Cây này thì nó tầng bay. Anh em nhìn nó tầng bay thôi. Nè, tụi mình đẩy mấy đó, lâu quá rồi tụi không đụng vào nó đó, nó tầng bay một phút như này. Nó bay rất là duyên luôn nè. Về anh em mình tạo tác bẻ kẽm này, đó cho cành rớt xuống này, nuôi ngọn bay về lại này. À, anh em thấy không? Đầy đủ chi cành hết rồi. Còn cành này nó lót lại cái đế mình luôn rồi này. Đó, nó đang ra mầm mới lại hết này, ra mầm mới hết nha anh em ha. Mầm mới nè, rất là đẹp luôn, tự rối luôn nha. Ok nha, lên mầm này, cây rất khỏe nha. Một cây tầng bay như thế này. Ở một cặp như này toàn xin phép giao lưu cả nhà mình này 500.000 và ship cuối toàn quốc cho anh em mình luôn. Này, anh em mình nhìn từ dưới góc nước mầm này. Ha, mầm này. Khỏe ghê chưa? Mầm này, mầm nứt dày hết phía dưới lên nha. Đó, bộ đế thì anh em yên tâm, cây phôi như này tháo đế lên này đế rất dữ tợn luôn, nó nứt này, cái rễ nứt lên cành con này. Có chi tử như này luôn này. Đó. Hải Châu lá nhỏ tầng bay này. Cây rất là duyên luôn. Cái này ép chậu bao duyên luôn anh em ha. Thì một cặp cái này 500.000 bao ship, anh em nào chốt thì bắt toàn nha. Cặp phôi như thế này này, 500.000 bao ship. Đó, một cặp rất là duyên luôn. Bầu đất rất là nặng luôn, bao ship cho anh em tưởng tượng này. Cặp đây với cái vỏ nhựa đóng gói nữa là mất tiền ship mất cả 100.000 rồi. Đó, mầm. À, anh em nào chốt thì inbox toàn nha. Đó, góc này thì hoành tầm khoảng 12 cm thôi. Đó. Nhỏ hơn góc kia một xíu, góc kia to hơn. Góc kia thì tầm nửa cổ tay. Thằng này vừa bằng cổ tay thôi. Vừa bằng nửa. Tức là nhỏ hơn thằng kia xíu thôi nha. Thằng kia tầm 15 thì thằng này cũng 12 13. 14. Rồi anh em nào chốt thì inbox nha. 500.000 bao ship, một cặp rất ok luôn. Còn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.